Chào bác nhá. Hôm nay cửa hàng nông cơ anh Thư lên clip giới thiệu cho mọi người một cái dòng máy cắt cỏ nhá. Một cái dòng máy cắt cỏ mang thương hiệu là Echo CT24TE. Có thể nói một cái đời dòng máy cắt cỏ Echo mới nhất bây giờ nhá. Đấy, cái đời rất là cao nhá các bác nhá. Con này thì nó mang cái công suất của nó là 24cc, nòng 34 ly, rất là mạnh nhá. Con này thì quật cước thoải mái cho bác luôn. Máy đặc biệt cái dòng này thì nó rất là chạy rất là ngon, đặc biệt nó rất là ổn định luôn. Máy thì nó là cái của cái sản xuất ra là mang cái biểu tượng Economic. Đấy là cái dòng này chạy thì dành cho bác nào muốn mua con máy này mà mạnh, lợi xăng mà công suất tầm trung nhá các bác nhá. Con này là 34 ly thì nó quật cước rất là ok, quật cước rất là ok. Máy móc thì con này lúc nào nó cũng đẹp. Máy thì đẹp đến 95% luôn cho anh em này. Đẹp 95% cho anh em nhá. Đặc biệt nói về thêm cái tính năng của con máy này thì nó sở hữu một chùm giật trợ lực nhỏ nhá. Giật rất là thật tay và rất là nhẹ nổ, rất là nhẹ nhàng. Đấy. Con này thì ốc áng này, rất là đẹp nhá. Tum con này là tum nhôm. Tum con này là tum nhôm các bác nhá. Tum nhôm. Đấy. Các bác dùng con này không bao giờ lo bị sợ bị cháy tum hay như nào nhá. Máy này chạy rất là phê luôn. Tay ga bóp này, tay ga bóp thì hệ theo máy nhá. Đấy, công tắc thì nằm ở trên tay, bật lên bật xuống này. Bật lên là bật này, mở này, bật xuống là tắt nha các bác nhá. Bật lên là mở, bật xuống là tắt nhá. Con này thì cần zin, đầu bò zin hết nhá. Máy thì rất là đẹp, máy rất là đẹp các bác nhá. Yamapico này, đó. Con này series của nó là nó sẽ in ở đằng ấy nhá. Bô bếp của nó này, bô bếp của nó trắng bốc các bác nhá. Chụp giật thì trợ lực này, chụp giật trợ lực. Đặc biệt con này thì nó có ưu điểm nó rất là nhạy nổ. Trời mưa cũng như mùa đông cũng như mùa hè đấy. Giật phát là nổ, rất là nhẹ nổ. Dòng này là dòng siêu nhẹ nổ mà máy chạy rất là bền và lợi xăng nhá. Cái dòng này rất được các bác nông dân săn đón này. Cái dòng này anh em rất là chuộng nhá. Con này thì bên em đang bán với giá là 1.800.000, 1.800.000 bao phí ship nhá. Đấy. Máy rất là đẹp. Từng chi tiết luôn. Con này trọng lượng của máy chỉ là rơi tầm 4 kg, nhưng mà nó rất là mạnh, rất là mạnh luôn. Đấy, chụp giật tum thì tum nhôm. Con này thì bao các bác quật cước thoải mái nhá, cắt gia đình rất là ngon. Các bác mang lên trên đồi cắt cỏ cước rất là phê luôn. Máy chạy cực kỳ sướng. Con này thì nó có cái thông gió nó thiết kế trên này nhá. Thông gió thiết kế trên này này, cho nên nó sẽ không bị thất thoát xăng ở cái bình nắp bình xăng nhá. Đấy. Máy quá là đẹp luôn. Cái con này bên em đang kinh doanh là 1.800.000 bao phí ship. Thì khi bác mua hàng của em, cái sản phẩm theo kèm của nó này sẽ gồm có đủ đồ hết cho các nhá. Bao ship đủ đồ là 1.800.000. Đồ sẽ gồm có lưỡi, đồ vặn, dây đeo, chấn cỏ, quật cước, đủ hết cho bác về dùng nhá. Đó. Ok, em sẽ test nổ thử tiếng máy của con số con Echo này cho bác nhá. Echo 34 ly này. Đấy, rất là nhạy nổ luôn. Các bác có thể nhìn em thao tác nhá. Đây, tắt công tắc. Bật lên. Đây. Rất là nhạy luôn. Quá là nhạy luôn các bác nhá. Máy đổ cực kỳ giòn luôn. Cực kỳ êm luôn. Cực kỳ êm nhá. Dòng này thì cực kỳ êm, siêu nhạy nổ, siêu lợi xăng luôn các bác nhé. Đó, rất là ngon. Các bác nào quan tâm sản phẩm hay là muốn tư vấn thêm về những sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ, máy bơm thì có thể liên hệ qua số thẳng cửa máy là 0969 333 463. Đó. Rồi ok, em xin phép kết thúc clip tại đây. Bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ qua số thẳng cửa máy em nhé, có sử dụng Zalo. Bên em thì bán hàng có ship hàng toàn quốc cho bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.